Daily Mail đưa tin, nhà Glazer có thể sẽ sớm đưa MU ra khỏi thị trường mua bán. Nếu xảy ra, điều đó có nghĩa là giới chủ Mỹ sẽ tiếp tục gắn bó với Quỷ Đỏ, mặc cho thời gian qua bị hứng chịu nhiều lá ó từ phía người hâm mộ. Gần một năm trước, nhà Glazer ban đầu muốn bán MU với giá khoảng 6-7 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, các ông chủ Mỹ lại bất ngờ tăng giá đội bóng lên tới 10 tỷ bảng Anh. Ngay sau quyết định đó, các nhà đầu tư đang theo sát thương vụ này nhất cũng bỏ cuộc. Theo đó, hai nhà đầu tư gồm Sheikh Jassim, Qatar, và tỷ phú Jim Ratcliffe, Anh, đã rút lui. Nhà Glazer dự định thị trường đi lên mới tiếp tục mở bán MU. Được biết, các ông chủ MU sẽ đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại thị trường mua bán trong vòng 2 năm tới, khi môi trường đầu tư đã tốt lên. Một nguyên nhân khác dẫn đến quyết định không bán Quỷ Đỏ của nhà Glazer là do doanh thu bản quyền truyền hình sẽ tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, quyết định trên của giới chủ Mỹ cũng khiến các cổ động viên của đội bóng áo đỏ thành Manchester nổi giận. Trước đó, họ thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình để phản đối nhà Glazer khi cho rằng chính các ông chủ Mỹ đã kìm hãm sự phát triển của đội bóng này. The Sun cho hay, thông tin Ronaldo được gọi lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho loạt trận ở vòng loại Euro 2024 không làm nhiều người bất ngờ. Chính huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha khẳng định siêu sao 38 tuổi vẫn sẽ là đầu tàu của Seleção ở những trận đấu cấp châu lục tới đây. Dưới thời huấn luyện viên Roberto Martinez, CR7 thể hiện phong độ ghi bàn đều đặn tại đội tuyển Bồ Đào Nha với 5 pha lập công sau 4 trận và giúp Seleção đứng đầu bảng G tại vòng loại Euro 2024. Trong màu áo Al Nassr, Ronaldo cũng liên tiếp tỏa sáng trước khi lên tập trung cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo lịch thi đấu, Ronaldo cùng đồng đội sẽ tới làm khách của Slovakia vào lúc 1:45 ngày 9 tháng 9 giờ Việt Nam. Sau đó đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Luxembourg lúc 1:45 ngày 12 tháng 9. Marca đưa tin, trung vệ Sergio Ramos sẽ tái hợp với đội bóng quê nhà Sevilla theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 37 tuổi sẽ ký hợp đồng 1 năm với đội bóng xứ Andalusia, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Đáng chú ý, Ramos đã từ chối lời mời hấp dẫn từ nhà đương kim vô địch Saudi Pro League là Al-Ittihad trở lại Tây Ban Nha chơi bóng. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1986 còn được Inter Miami, Galatasaray và Besiktas theo đuổi sau khi chia tay PSG. Sevilla chính là đội bóng quê hương, nơi Ramos bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp. Trung vệ này ra mắt đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan vào năm 2004 trước khi sang Real Madrid vào năm 2005 và tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng tại sân Santiago Bernabeu. Talksport cho hay, đồng đội mới Dominic Szoboszlai xác nhận với các cổ động viên rằng Mohamed Salah sẽ không rời khỏi sân Anfield để chuyển đến Al-Ittihad và mong muốn giải nghệ tại Liverpool. Trong thời gian qua, Al-Ittihad nỗ lực để ký hợp đồng với Salah ở mùa hè này nhưng chỉ đưa ra một đề nghị duy nhất cho đến nay. Gợi ý của đội bóng Saudi Arabia đã bị Liverpool từ chối ngay lập tức vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng và thương vụ được cho là trị giá hơn 100 triệu bảng Anh. Mặt khác, huấn luyện viên Jurgen Klopp tuyên bố không nghi ngờ gì về tương lai của Salah giữa sự quan tâm từ Saudi Arabia và tin rằng màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Aston Villa vừa qua là lời tuyên bố về sự cam kết của ngôi sao 31 tuổi đối với đội bóng. Sportskeeda đưa tin, trong cuộc phỏng vấn gần đây, siêu sao Neymar của Al-Hilal đã cho biết rằng giải